Đây là gỗ Hương Vân, là Hương Vân Loang, cũng thuộc dòng Hương Vân, ăn hương chua nhưng mà nó là loại có vân, loại tuyệt chọn nên nó gọi là Hương Vân Loang. Nhìn cái mặt của nó vân rất là đẹp, và khi mà hoàn thiện lên thì cực kỳ là lung linh. Tuy nhiên là cái giá tiền nó thì nó sẽ đắt nhất trong các loại hương vân. Hai bộ có hai chiếc bản giống hệt nhau. Cùng một chất gỗ và cùng kiểu dáng cột 12. Và đây là đoạn, còn sau đây sẽ là phần ghế. Đây là hai chiếc ghế của một bộ, hai bộ gồm có 4 chiếc. Để lựa được những bộ bàn ghế thế này thì cũng rất cần có nhiều thời gian. Cái màu sắc của nó hồng hồng và tí tía thế này, khi mà hoàn thiện thì nó nổi, rất là nổi vân. Đây là mặt sau của nó. Từ những cái miếng lá tay cho đến các cột. Cho nên hương vân của nó nói ra thì nó cũng nhiều tên. Nào là Hương Vân Loang, về Hương Vân Hồng, Hương Vân Xưa, nói chung là rất nhiều. Nó đều là một loại hương chua cả.